Thảo Vi xin kính chào quý khán giả thân mến của The Second Post. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Thưa quý vị, Ukraine gần đây mạnh dạn tiến hành những vụ oanh kích tầm xa gây thiệt hại nặng cho Nga. Phương Tây lo ngại những vụ oanh kích đó sẽ khiến Putin leo thang, nhưng các nhà chiến lược ở Kyiv tính toán ngược lại. Le Figaro dành 3 trang báo nói về chiến lược của Ukraine để mở rộng oanh kích sang Nga. Theo một viên chức Pháp, Tổng thống Volodymyr Zelensky mỗi lần trao đổi với các đồng nhiệm phương Tây sau khi nói về những vũ khí mà Ukraine đang cần đều không quên đề cập đến kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm của mình và tỏ vẻ thất vọng khi không được lắng nghe. Để gây tiếng vang, quân đội Ukraine trước hết muốn chứng tỏ họ có thể khiến Nga phải chịu thiệt hại nặng nề. Bắt đầu dán những đòn mạnh vào Moscow Lực lượng Zelensky tấn công căn cứ không quân Engels tại Nga nơi xuất phát của những oanh tạc cơ chiến lược và mới đây đã làm hàng trăm lính Nga thiệt mạng khi bắn hỏa tiễn vào Makivka, ngoại Odonetsk, gây tác động lớn về tâm lý. Quân đội Ukraine đang tăng tốt để khi kết thúc đợt oanh tạc tầm xa có thể sẵn sàng giao tranh trở lại. Trong khi chờ đợi, họ tiến hành những cuộc tấn công nhỏ nhỏ để chiếm những cao điểm, những giao độ quan trọng để có thể triển khai quân khi thuận lợi. Tổng thống Ukraine tối thứ Ba tuyên bố, Chúng tôi chắc chắn rằng chủ nhân Điện Kremlin sẽ tung ra tất cả những gì còn lại để cố thay đổi tình thế hoặc ít nhất là làm chậm lại thất bại. Chúng ta phải ngăn cản việc này, bọn khủng bố phải thua cuộc. Theo tướng về hưu Oliver Kemp, chuyên gia địa chính trị, thì cả Ukraine lẫn Nga đều không thể dừng lại. Tuy đều mong Kiev chiến thắng, cả Mỹ lẫn châu Âu đều thận trọng không muốn bị cuốn vào cuộc chiến. Về hỗ trợ tài chính, các nhà lãnh đạo đều cố gắng duy trì sự ủng hộ của công luận và để tránh nguy cơ leo thang, họ kín đáo nêu ra vài lằn ranh đỏ cho Ukraine. Hoa Kỳ từ chối giao đạn Attack MS, giúp đánh vào sâu nhiều trăm cây số và cấm tấn công mục tiêu dân sự Nga. Trên chiến trường vẫn còn những vùng xám. Trong vụ oanh kích căn cứ Angels, Ukraine đã ý tứ không sử dụng vũ khí phương Tây, mà dùng những phiên bản Ron Nga đã chỉnh sửa. Những trận giao chiến xung quanh nhà máy điện nguyên tử Zaporizhia cũng gây lo ngại và vấn đề Crimea vẫn cấm kỵ. Kyiv đã có kế hoạch tái sát nhập Crimea. Le Figaro cho biết Kyiv đã chuẩn bị việc tái sát nhập Crimea một tài liệu 35 trang bằng tiếng Anh đã được soạn sẵn trong khuôn khổ nền tảng cho Crimea, sáng kiến của Tổng thống Volodymyr Zelensky từ trước chiến tranh, nhằm tập hợp các nhân tố chính trị và kinh tế về bán đảo bị Moscow chiếm đoạt từ năm 2014. Một thành viên tổ chức này lưu ý, Minsk 1, Minsk 2 và công thức Normandy nêu ra Donetsk và Luhansk, nhưng hiếm khi nhắc đến Crimea. Sự khai sinh nền tảng cho Crimea năm 2021 là để lấp vào khiếm khuyết này. Văn bản trên đây mô tả cách thức nga xâm chiếm bán đảo, thay đổi thành phần cư dân và hủy diệt bản sắc của người dân bản địa. Từ năm 2014, Crimea bị biến thành căn cứ để chuẩn bị tấn công cả nước Ukraine và khu vực luật rừng. Cộng đồng thiểu số Tatar bị trấn áp. Kyiv hy vọng mai này Crimea sẽ được hội nhập vào hệ thống xa lộ và đường sắt châu Âu hướng về độc lập năng lượng nhờ công nghệ xanh. Phía sau những mục tiêu được phương Tây ủng hộ là một ẩn số phức tạp hơn sẽ phải làm gì với cư dân được Nga đưa vào cơ sở hạ tầng do Nga xây dựng sau khi sáp nhập. Thành viên trên đây cho biết dự kiến sau khi được giải phóng, Crimea sẽ được đặt dưới chế độ quân quản, ID ai, ai ở sẽ được quyết định theo thái độ trong thời kỳ chiếm đóng, người dân bình thường có thể an tâm không bị trừng phạt. Kyiv chưa hề công nhận các hộ chiếu do Nga cấp. Theo luật Ukraine, những ai đến Crimea qua cầu Kurs sau năm 2014 đều là cư trú bất hợp pháp. Cũng về Ukraine, Le Figaro giải thích làm thế nào không quân Ukraine có thể buộc kẻ thù phải tôn trọng mình. Lực lượng Kyiv yếu hơn rất nhiều, nhưng tại sao Nga chưa bao giờ làm chủ được vùng trời Ukraine? Theo phát ngôn không quân Yuri Inat, ngay từ ngày đầu tiên, họ đã dẫn dụ phi cơ địch tới khu vực mà phòng không đang chờ sẵn, mấy chục máy bay Nga đã bị bắn hạ khiến kế hoạch chiếm phi trường vận tải quân xuống Kyiv bị phá sản. Một phi công Ukraine cho biết trong những tuần lễ đầu, phía Nga khá hung hăng, tưởng rằng sẽ dễ dàng như ở Syria. Đây, phi công Nga đã hiểu và không còn dám bay sâu vào khuôn phận Ukraine. Moscow chuyển sang dùng drone và hỏa tiễn đánh phá. Kyiv dựa vào các đơn vị radar trên cả nước làm tay mắt cho không quân, cũng như thông tin tình báo, Tỷ lệ mục tiêu địch bị phòng không Ukraine tiêu diệt lên đến 75% Mặt khác, với các cuộc tấn công Kiev bằng drone do Iran cung cấp, Nga dường như quyết tâm làm chảy máu khò hỏa tiễn phòng không của Ukraine bằng loại máy bay không người lái tự sát giá rẻ. Trong vài tháng qua, đã có một sự thay đổi lớn trong chiến lược của Nga tại Ukraine. Trong khi chiến sự tại tiền tuyến tương đối rơi vào bế tắc, Moscow đã chuyển trọng tâm từ oanh kích dữ dội sang chơi trò tàn bạo, đập chuột chuỗi khi mở hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tự sát và hỏa tiễn hành trình vào các cơ sở hạ tầng chiến lược của Ukraine. Kết quả của chiến dịch này là trong những ngày lễ cuối năm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhìn nhận gần 9 triệu người dân, tức gần 1 phần 5 dân số trước chiến tranh, đã bị mất điện. Trang mạng Reborn Cibo, Starcraft của Mỹ, trích dẫn nhận định gần đây của nhà nghiên cứu Barry Potion, Viện Công nghệ Massachusetts lưu ý rằng một chiến thuật như thế có thể biến mùa đông thành một cuộc chiến tàn khốc cho sự sinh tồn đối với thường dân Ukraine nhưng mục tiêu chính của chiến dịch này dường như còn đi xa hơn, tức là nhắm vào phương tây. Theo báo Mỹ New York Times, ron tự sát do Iran sản xuất giá chỉ khoảng 20.000 đô la, trong khi hỏa tiễn mà Iran sử dụng để bắn hạ chúng trị giá đến 140.000 đô la và thường còn cao hơn thế nữa. chẳng hạn, các loại hỏa tiễn Nasam do Mỹ sản xuất có giá 500.000 đô la và mỗi quả pháo của hệ thống phòng không Patriot có giá tới 4 triệu đô la. Do vậy, khi phóng đi 80 chiếc drone như đã làm trong những ngày đầu năm mới 2023, Điện Kremlin chỉ chia ra có 1,6 triệu đô la, trong khi Kyiv và các nước tài trợ phương Tây phải bỏ ra đến 11,2 triệu đô la. Hiện tại, những con số này chưa làm suy xuyển khoản viện trợ 61,4 tỷ đô la mà chỉ riêng Hoa Kỳ cam kết cho Ukraine, và cũng không chắc là Điện Kremlin có khả năng sản xuất hàng loạt loại drone tự sát trong suốt cả năm. Nhưng cuộc oanh kích bằng 80 gron vừa qua có thể là một dấu hiệu đầu tiên về một sự leo thang chiến lược đáng kể của Nga. Nếu Moscow duy trì được nhịp độ tấn công mỗi cuối tuần, các nước yểm trợ Kyiv có thể gánh hơn 1 tỷ đô la mỗi năm chỉ riêng cho phòng không Ukraine liên quan đến khả năng sản xuất vũ khí của Nga, mối ngờ vực của phương Tây hiếm khi thành sự thật. Trên trang mạng Foreign Affairs, nhà nghiên cứu Barry Poshen từng viết rằng, mặc dù các quan chức Mỹ và Anh thường xuyên dự đoán là quân đội Nga sẽ cạn kiệt nguồn cung đạn dược, nhưng rõ ràng họ vẫn tìm được chúng ở đâu đó. Cuối cùng, trang mạng Responsible StarCraft dẫn lập luận gần đây của ông Michael Carpenter, đại sứ Mỹ bên cạnh tổ chức hợp tác và an ninh châu Âu theo đó, Hoa Kỳ phải đối mặt với nhiều thỏa hiệp khó khăn khi hậu thuẫn Ukraine với mức phí cao của một vài hệ thống vũ khí sẽ khiến cho việc cung cấp nhiều hệ thống khác trở nên khó khăn hơn. Trả lời báo Mỹ Politico, đại diện Carpenter cảnh báo, quý vị phải tính đến chi phí, kẻ thù chắc chắn cũng đang nhắm đến yếu tố chi phí. Chạy đua với thời gian để không đánh mất ưu thế, trong bài xã luận chiếc đồng hồ cát của chiến tranh, Le Figaro nhận định thời gian trước đây đứng về phía kháng chiến Ukraine dập tắt hy vọng chiến thắng trong vài ngày của Vladimir Putin, nay có nguy cơ đang đe dọa Kyiv. Trong khi Kremlin chờ đợi đối thủ sẽ kiệt sức, bất chấp cái giá khổng lồ về nhân mạng cho quân Nga, những yếu tố làm nên thắng lợi cho Ukraine có thể đang bị hao mòn. Lòng can đảm và kiên trì của một quân đội và dân số ít hơn rất nhiều, viện trợ vũ khí của phương Tây và cả một loạt những sai lầm khó tin của quân xâm lược cứ ngỡ rằng những thất bại liên tiếp ở Kyiv, Kharkiv và Kherson có thể khiến Bộ Tham mưu Nga thay đổi chiến lược. Thế nhưng, họ vẫn bất cẩn khiến mới đây hàng trăm tân binh đã thiệt mạng tại Makivka. Trong khi Nga câu giờ huy động nền kinh tế tập trung cho chiến tranh, Ukraine phải chạy đua với thời gian. Chính là để trình bày chiếc đồng hồ các đảo ngược này mà Tổng thống Zelensky đã đến Mỹ vào cuối tháng 12 và để làm đối thủ phải hoang mang, Kyiv liên tục tấn công sâu vào đất Nga nếu phương Tây lo ngại những động thái của Ukraine sẽ khiến Putin leo thang thì các nhà chiến lược ở Kyiv tính toán ngược lại, làm bộc lộ những yếu kém của Nga sẽ khuyến khích đồng minh chuyển giao thêm vũ khí để có thể đánh thắng người khổng lồ hung hăng. Và những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Thả vì kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại.